Thưa quý vị, sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, góp phần quan trọng làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó, nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tổ chức đảng, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, kiểm tra kết luận, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo, kiểm tra xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Về nhiệm vụ trong năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng, tăng cường kiểm tra giám sát ở những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.